Tại huyện miền núi Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi, những loại cây như ớt xiêm, gừng gió, thiên niên kiện là những loại cây bản địa, vốn kỳ được xem là cây ít có giá trị, thì nay đã trở thành những sản vật đặc trưng. Nhờ phát triển theo hướng hàng hóa, người dân đã có thu nhập từ chính những loại cây thân thuộc này. Đơn cử như gừng gió hiện có giá từ 100 tới 120 000 đồng một ký, gấp nhiều lần giá gừng ở đồng bằng. Sau khi trừ chi phí, mỗi sào gừng gió cho thu nhập khoảng 20 triệu đồng. Mô hình phát triển các loại cây bản địa, cây dược liệu tại Tây Trà đang phát huy hiệu quả khai thác tiềm năng tự nhiên vừa giúp người dân có điều kiện dương lên thoát nghèo và bảo vệ được rừng